Thưa quý vị, sáng nay tại chùa Pháp Lâm, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Đà Nẵng đã long trọng tổ chức đại lễ Phật đản Phật lịch 2567, dương lịch 2023. Dự buổi lễ có Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Ngô Xuân Thắng, Trưởng ban Nhân vận Thành ủy Lê Văn Trung, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Ngô Thị Kim Yến cùng đại diện lãnh đạo các sở ban ngành liên quan. Cùng với các địa phương trên cả nước, tại thành phố Đà Nẵng, lễ Phật đản hàng năm được tổ chức trang trọng nhằm tôn vinh các giá trị tốt đẹp của Phật giáo. Đồng thời đây là dịp để chư tăng ni Phật tử cùng ôn lại cuộc đời và công đức vô lượng của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, từ đó nêu cao đạo hạnh, nghiêm trì giới luật, tuân thủ pháp luật, phát huy hơn nữa truyền thống hộ quốc an dân, đồng hành cùng dân tộc. Tại buổi lễ, các vị đại biểu và các tăng ni Phật tử đã được nghe thông điệp đại lễ Phật đản Phật lịch 2567, trong đó nhấn mạnh mùa Phật đản năm nay, Phật tử Việt Nam đồng thời thành kính kỷ niệm 60 năm ngày Bồ Tát Thích Quảng Đức, vị pháp chủ tự thiêu thân để đấu tranh cho hòa bình của dân tộc. Đồng thời kêu gọi các tăng ni Phật tử neo theo hạnh nguyện Bồ Tát, sống tốt đời đẹp đạo cùng với chính quyền và nhân dân chung sức xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam hùng cường, thịnh vượng.